Vị vua ngốc nghếch đẹp trai. Vị lãnh đạo và thẩm phán của dân Israel Samuel đã già. Ông ta cho hai con trai mình xét xử dân Israel và thay ông phục vụ Chúa. Nhưng hai con trai của Samuel thì xấu xa. Họ mê tiền và sử dụng quyền năng của mình để kiếm tiền bất chính. Dân Israel đau khổ vì sự gian ác của hai con trai ông. Thẩm phán không công bằng. Dân chúng phải trả tiền cho con trai của Samuel mỗi khi nhờ giúp đỡ. Phải có điều gì đó xảy ra. Một ngày nọ, các trưởng lão Israel tụ tập lại cùng nhau và yêu cầu Samuel giúp đỡ. Các trưởng lão yêu cầu, hãy lập cho chúng tôi một vua để cai trị chúng tôi. Họ không muốn hai con trai xấu xa của Samuel cai trị họ. Họ muốn có vua giống như những nước xung quanh. Ở trong Kinh Thánh là nói là Chúa đang cai trị họ, nhưng mà họ từ khước Chúa chứ không phải là họ từ khước con trai của Samuel. Samuel giận dữ, Israel đã có vua, Đức Chúa Trời toàn năng, Đức Chúa Trời bắt diệt trị vì Israel. Ngài đã từng giải thoát cho dân chúng khỏi cảnh nô lệ ở xứ Ai Cập, rạch biển đỏ để họ trốn thoát. Kế đến, Ngài ban cho dân Israel vùng đất màu mỡ. Lúc Samuel cầu nguyện, Đức Chúa Trời đáp, chúng không gạt bỏ con đâu, nhưng chúng gạt bỏ ta, không cho ta làm vua chúng nữa. Chúng luôn thờ lại các tà thần, cứ nghe theo lời chúng là lập vua cho chúng và lập cho chúng một vua. Chúa bảo Samuel cảnh cáo người dân rằng, vua trần tục của họ sẽ thu thuế họ, lấy lóc thóc lúa và huê lợi từ vườn nho của họ, bắt con họ đi lính và bắt tớ gái làm việc cho vua. Nhưng dù sao đi nữa họ cũng muốn có vua. Chúa đưa Samuel đến với một chàng trai trẻ đẹp, rụt rè và rất cao cao hơn những người khác. Một cái đầu, anh ta tên là Saul. Khi Samuel gặp Saul, Đức Chúa Trời phán rằng người này sẽ trị vì dân ta. Vâng lời Chúa, Samuel xuất dầu cho Saul để thành vua của dân Israel. Khi Samuel trình diện Saul với dân chúng, toàn dân tung hô vua vạn tuế. Ngay lập tức, vua Saul bị thử thách. Dân Amon rất ghét dân Israel, họ đã bao vây thành Israel và dọa móc mắt của những người và dọa những cái rất là ác, một kế hoạch rất độc ác. Tin tức về lời hăm dọa đã đến tai của vua Saul, vua cho binh lính sẵn sàng chiến đấu. Khi hai bên giao đấu, Saul hủy diệt binh lính Amon và giải vây thành. Vua Saul dâng chiến thắng lên Chúa và nói, hôm nay Đức Chúa Trời đã cứu rỗi dân Israel. Chúa đã ban cho Saul chiến thắng vĩ đại hôm đó, nhưng không phải lúc nào Saul cũng tôn kính Chúa. Một ngày nọ, trước khi chiến đấu với dân Philistine, Saul dâng Chúa vật tế lễ. Saul biết rằng đó là việc của Samuel. Saul biết rằng Chúa muốn anh ta chờ cho đến Samuel đến dâng, nhưng Saul không theo lời Chúa. Khi Samuel đến, ông bảo Saul, vua cư xử thật dại dột, vua đã không giữ mệnh lệnh mà Chúa là Đức Chúa Trời vua đã truyền cho vua, bây giờ ngôi vua sẽ không bền. Saul có lẽ đã nghĩ rằng đó chỉ là một lỗi nhỏ, nhưng không vâng lời Chúa luôn luôn không có phải là một lỗi nhỏ. Một lần khác, Chúa ban lệnh cho Saul hủy diệt dân độc ác Amalek, nhưng Saul và binh sĩ tha mạng cho vua Aga. Họ cũng giữ lại những thứ quý giá, con chiên và bò. Saul nói rằng họ giữ lại những thứ này để dâng tế lễ cho Chúa. Samuel bảo Saul, vâng lời chắc chắn tốt hơn dâng sinh tế. Vua đã gạt bỏ lời Chúa, nên Ngài cũng gạt bỏ vua, không cho cai trị dân Israel nữa. Saul rất ăn năn vì tội lỗi của mình, nhưng đã quá trễ.
Ông không có ăn năn thật sự đâu. Ông có những cái, sau này ông còn có những cái hành động rất là tồi tệ hơn nữa. Phần còn lại của cuộc đời sau lơ cũng không hạnh phúc vì ông không vâng theo lời Chúa. Lời Chúa là lối đi ban cho sự sáng. Thi Thiên 119 câu 130.